Ở xa thứ, xa thứ. Dạ, cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Thỉnh thoảng thì cái mạng wifi của chùa nó có vấn đề tí xíu, thì cái giờ này cũng nhiều người sử dụng chung, vì chùa này cũng chỉ dùng chung một cái đường truyền wifi thôi. Cho khi nó ít người thì nó sẽ tốt, còn nhiều người sử dụng cùng một lúc này thì sẽ yếu. Dạ, cảm ơn quý vị. Để bắt đầu cho cái buổi học ôn tập cuối tuần ngày hôm nay, ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 6, Tình Đạt cũng xin thỉnh Chư Tăng và toàn thể như quý vị cùng đảnh lễ tam bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi sokkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato sāvakasaṅkho Sangkhaṃ namāmi. Sa thú. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ không có học bài mới, mà chúng ta sẽ ôn tập. Chúng ta gọi là ôn tập cuối tuần. Và cái phần ôn tập cuối tuần này là những cái phần những câu kinh Pháp Cú đã được các vị giảng sư ở trong những cái tuần trước giảng giải xong, và ngày cuối tuần ngày Chủ nhật thì chúng ta ôn tập lại và chờ đợi những cái câu kệ ngôn được giảng kế tiếp. Bởi vì hôm nay thì chúng ta vừa ôn xong phẩm thứ tư, phẩm thứ ba, và bây giờ chúng ta chờ đợi để chờ đợi cái phẩm thứ tư thì chúng ta sẽ quay lại cái phẩm đầu tiên. Chúng ta sẽ quay lại cái phẩm đầu tiên là phẩm song yếu. Chúng ta ôn tập, bởi vì lần trước chúng ta cũng có ôn tập qua rồi, nhưng mà do là chưa có kinh nghiệm cho nên chúng ta còn nhiều điều thiếu sót. Lần này thì chúng ta sẽ cố gắng ôn tập ít thôi, nhưng mà sẽ có thêm nhiều cái thông tin cũng giống như là nhiều cái bài để ôn, và tất cả quý vị sẽ có nhiều cái thời gian để cùng nhau chúng ta cầm mic, chúng ta tự thân chúng ta đọc lên những cái câu kệ ngôn này, và kèm theo đó là những cái duyên sự tích truyện được đúc kết ngắn gọn ở trong trang web pháp luân.net. quý vị có thể truy cập vào trang web để đọc lại những cái phần duyên sự được đúc kết ngắn gọn, giúp chúng ta nhớ lại nội dung của cái duyên sự đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn từ câu 1 của phẩm song yếu cho đến câu 6 trong phẩm song yếu. Bởi vì tuy là chúng ta ôn tập 6 câu, nhưng chỉ có 5 cái duyên sự mà thôi. Chính vì điều đó mà chúng ta sẽ ôn tập từ câu 1 đến câu 6. Dạ, từ câu 1 đến câu 6. Câu thứ nhất là chuyện duyên sự của Ngài Chất Khúc Ba Lá. Câu thứ hai là duyên sự tích truyện của Ngài Kim Hoàng Mát Thất Quân Đa Lý. Duyên sự thứ ba thì gồm có nhóm hai câu là câu số 3 và câu số 4 liên quan đến Ngài Trưởng Lão Tích Xá. Duyên sự kế tiếp đó là liên quan đến câu Nhữ Nữ Dạ Xoa, câu số 5. Và duyên sự thứ 5 ở câu thứ 6 là ở các địa khu ở thành phố Sâm Bí. Và trước tiên thì
chúng ta sẽ ôn tập cùng nhau dò theo hoặc là đọc tụng theo. Tịnh Đạt sẽ đọc một lượt từ câu số 1 đến câu số 6, kể cả Pali và tiếng Việt, bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mỗi một câu Tịnh Đạt sẽ đọc hai lần. Quý vị nào có văn bản, chúng ta lắng nghe, có thể đọc theo hoặc là chúng ta dò theo. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Kinh Pháp Cú phẩm thứ nhất, Yamaka Wakka, phẩm song yếu, câu số 1. Mano Puppanga Mathamma Mano Setha Mano Maya Manasa Je Padutthena Thasati Vakaroti Va Tato Nang Dukkha Man Veti Chakkang Va Vahato Padang Mano Puppanga Mathamma Mano Setha Mano Maya Manasa Je Padutthena Thasati Vakaroti Va Tato Nang Dukkha Man Veti Chakkang Va Vahato Padang. Nghĩa Việt: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nổi lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nổi lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Câu số 2. Mano Puppanga Mathamma Mano Siddha Mano Maya Masa Che Pasanena Hasati Vakaroti Va Tato Nang Sukha Man Veti Chaya Va Anapayini Mano Puppanga Mathamma Mano Setha Mano Maya Manasa Chepasanena Pasati Vakaroti Va Tato Nang Sukha Man Veti Chaya Va Anabhayini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nổi lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nổi lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Câu số 3. Akkochi man avathi man achini man ahasi me ye cha tang upanai hanti Verang te sang na sammati akkochi man avathi man achini man ahasi me ye cha tang upanai hanti Verang te sang na sammati. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thẳng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Câu số 4. Akkochi man avathi man achini man ahasi me ye cha tang nupanai hanti verang te supa sammati. Akkochi man avathi man achini man ahasi me ye cha tang nupanai hanti
Verang te su ba sammati. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Câu số 5. Nahi vere na verani sammanti thakuda chanan avere na cha sammanti esa dhammosanantano. Nahi vere na verani sammanti thakuda chanan avere na cha sammanti esa dhammosanantano. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Với hận diệt diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Câu số 6. Bare chana vi chananti maya metta yama mase ye cha ta ta vi cha nan ti ta to samman ti me ta ga ba re cha na vi cha nan ti ma ya me ta ya ma ma se ye cha ta vi cha nan ti ta to samman ti me ta ga. Người khác không hiểu biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Người khác không hiểu biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Sa thú, sa thú. Và như vậy là chúng ta vừa ôn qua một lượt 6 câu kệ ngôn pháp cú từ số 1 đến câu số 6 của phẩm đầu tiên là sông yếu do ma cáo quốc cá. Sa phú, sa phú. Và bây giờ là do vì tình đạn online trên cái không có trên máy tính cho nên không có theo dõi được. Bây giờ xin mời các vị chúng ta cùng nhau đưa bàn tay để chúng ta xếp hàng chọn cho mình một câu kệ ngôn pháp cú từ câu số 1 đến câu số 6 trong phẩm đầu tiên là phẩm sông yếu văn mắc cao quốc gá. Sau đó chúng ta sẽ đọc phần Pali và phần ý nghĩa tiếng Việt, rồi chúng ta sẽ ngâm kệ câu kệ đó. Kế tiếp là chúng ta sẽ đọc cái duyên sự được đúc kết ở trong trang web Pháp Luân, đó được trang web đó quan hỷ giúp dùm copy phần trích tóm tắt đó đưa lên trên diễn đàn để mọi người có thể nhìn vào đó đọc được, và quý vị quan hỷ giúp cho cái phần này. Trước tiên xin cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức sẽ là người đầu tiên để cùng với lại mọi người ở diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta ôn tập cuối tuần. Xin kính mời Đại Đức Tuệ Đức ạ. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, Đại Đức Tiểu Đức có chút máy không à? Cho con xin một tín hiệu và sư.
Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, Đại Đức, Đại Đức có trước máy không? Cho con một tín hiệu à. Rồi, vậy là sư không có trước máy rồi. Dạ, thỉnh cô Tự Duyên. Dạ, cô Tự Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính mời cô Tiên Phong à. Dạ, cô Tự Duyên có trước máy không à? Dạ, con tri ân sư. Dạ, Đại Đức Tịnh Đại Đức chạy đã mất tiêu rồi. Dạ, không có trước máy nên còn thỉnh mời mà không thấy tín hiệu của sư. Dạ, cô Tự Duyên cũng không có. Vậy thôi, mời Đặng Đông đi. Mời vị nào có thể đưa tay Tiên Phong đi. Dạ, Đại Đức Tịnh Đạt thì rồi, cô Cẩm Vân chọn câu 1, Đặng Đông chọn câu 5. Rồi, mời Đặng Đông trước, rồi mời Cẩm Vân và mời quý vị à. Sa thú lành thai. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Con kính chào Đạo Tràng. Và con xin chọn câu số 5. Na hi huệ re na huệ ra ni sam man ti ta cô đà cha năng a huệ re na cha sam man ti e sa tham mô so sa nan ta no na hi huệ re na huệ ra ni sam man ti ta cô đà cha năng A huệ rê na cha sầm mạnh tí Ê sa thầm mô sa nành ta nô. Giới hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giới hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Sau đây con xin kính đọc duyên sự vắn tắt. Hai người đàn bà cùng lấy chung một chồng. Người vợ lớn khi biết cô vợ nhỏ mang thai nên dùng thuốc làm sảy thai hai lần. Lần thứ ba vì thai nhi đã lớn khiến mẹ và con đều không giữ được tính mạng. Giây phút lâm chung, nạn nhân đem lòng oán hận, thề nguyện đời sau sẽ trả mối hận kiếp này. Rồi từ kiếp sau trở đi, giây quan tương báo cứ thế xoay dần. Trong thời Đức Phật, một sanh làm Dạ Xoa, một sanh làm thiếu phụ tại thành Savatthi. Hai lần thiếu phụ sanh con đều bị Dạ Xoa đến làm hại. Lần thứ ba, người ta mang đứa bé đặt trước mặt Đấng Đại Bi. Đức Phật giảng cho hai bên hiểu sợi dây quan kết nhiều đời nên mọi oán thù được chấm dứt. Dạ thưa hết. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn Minh Bắc Tha Ná đã post bài. Kính mời cô Cẩm Vân. Hồi nãy thấy cô Cẩm Vân và kính mời cô. Dạ Nam Mô Bụt Thà, Dạ Nam Mô Thầm Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài câu số 1. Nam Mô Bụt Phăng Gia Ma Thầm Ma Ma no set tha ma no ma ya ma na sa ch-
chê pa đút thề ná pa sa tí hòa cá rồ tí hòa tá tô năng đúc khá măng quê tí chắp căng quá quá há tô phá đăng nam mô bút bằng gá ma thăm ma nam mô xét thà ma nô ma gia ma ná sa chê phá đúc thề ná pa sa tí hoa cá rô tí hoa tá tô năng đúc khá măng quê tí chát căng quá quá há tô phá đăng ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tôn giả Chác Khú Pa La Hộ Nhãn là một thánh tăng mà tuệ nhãn bừng sáng khi nhục nhãn bị mù lò. Khi các tỳ khu bàn về sở hành của vị này, Đức Phật cho biết rằng trong tiền kiếp xa xưa, tôn giả Chát Khú Ba Lá có kiếp là một thầy thuốc tài ba. Bấy giờ có một bệnh nhân mang bệnh mắt hiểm nghèo tìm đến xin chữa trị. Khi mắt đã được trị liệu, người bệnh ấy vờ như mắt không lành để khỏi trả tiền. Vị thầy thuốc vì bực bình sự dối gạt của người bệnh đã nhỏ vào mắt người bệnh một thứ độc tố khiến đôi mắt bị mù suốt kiếp. Nhân quả báo ứng đời hiện tại, tuy phước vô lậu giải thoát đã viên mãn, nhưng ác nghiệp xưa vẫn còn sanh quả nên tôn giả bị khuyết thị cho đến ngày viên tịch. Và hết nhà. Cảm ơn minh mời bằng tay của cô tu nữ Tự Duyên. Sa sư phụ lành thai và kính cảm ơn chị Cẩm Nhân. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đàn, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ Tự Duyên xin đọc tiếp câu 2. Và cảm ơn Vinh. Mano Bích Bằng Gamma Tham Ma Mano Seta Mano Maya Manasa Che Pasane Na các quà tất năng khăm mày chào cha già già bà đi mano bức bằng maga thầm mà mano xét thà mano ma già mana sa chê bát san nề na pha sa tị quà các rô tị quà tất tô năng su khăm mành quê tị cha già cha già quá anh nắp bà di nì ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Và khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thì Yên xin đọc nhân sự. Mát Tắc Cung, Mát Tắc Cung Đá Dí là con trai của một
phú gia keo kiệt. Khi anh bị bệnh nặng thì người cha sắp xếp cho anh ra nằm một chỗ ngoài mái hiên, vì ngại rằng thầy thuốc và bạn bè thăm viếng có thể dòm ngó của cải trong nhà. Trong giây phút kề cận tử thần, Mattakundalini có duyên lành đặc biệt, vì lúc ấy Đức Phật từ hương thất thấy biết sự việc nên phóng quang tiếp độ, khiến anh khởi sanh lòng tịnh tính. Với tâm trong sạch ấy, người thanh niên lìa trần sanh vào lạc cảnh. Về sau khi nói về việc này, Đức Thế Tôn dạy rằng cho dù hoàn cảnh nào thì thiện tâm đều mang lợi lạc. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn Rằng Đông rất nhiều. Dạ, kính mời Sếp Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Trệ Duyên. À, Thì Na ơi, bữa nay cho phép Nhật Quỳnh đọc trước nha, Thì Na nha. Mọi khi thì Nhật Quỳnh sẽ ở cuối cùng, nhưng mà hôm nay Nhật Quỳnh có chút việc nên không ngồi trước máy được lâu. Dạ, Thì Na quan hỷ nha. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc, con chọn câu 1. Dạ. Dạ, cảm ơn Thanh Ná cho bài học. Mano bút bằng gà ma thầm ma mano sát thả mano ma gia mano xa chê bạch đột thê na pha sát tị qua cá rô tị qua ta tổ năng đục khả mạng quê tị chát căng qua qua hát tổ bạch đăng mano bút bằng gà ma thầm ma mano sát thả mano ma gia mana sa che bạt đụt thê na pha sa tịt qua ca rô tịt qua ta tổ năng đục khả mạng quê tị chạt căng qua qua hát tơ bạt đăng. Ý dẫn đầu các pháp, ý nếu quê viết, ý ô nhiễm nói lên hai hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kể. Mà nó búp băng gà mã thâm ma, mà nó xe tha, mà nó ma da, mà nã xa chê, bà đuột thế na, phá xa ti qua, cà rổ ti qua, ta tổ năng đúc khả mạng quê ti, cha tăng qua qua hạ tổ ba đăng. Dạ, con xin đọc dạy duyên sự. Cảm ơn Sàng Đông. Tôn giả Chách Khu Ba La Hộ Nhãn là một thánh tăng mà tuệ nhãn bừng sáng khi nhục nhãn bị mù lòa. Khi các tỳ khu bàn về sở hành của vị này, Đức Phật cho biết rằng trong tiền kiếp xa xưa, tôn giả Chách Khu Ba La có kiếp làm một thầy thuốc tài ba. Bây giờ có một bệnh nhân mang bệnh mắt hiểm nghèo tìm đến xin chữa trị. Khi đã được trị liệu, người bệnh ấy vờ như mắt không lành để khỏi trả tiền. Vị thầy thuốc vì sự tức, sự dối gạt của người bệnh mà nhỏ mắt. Người bệnh một thứ độc tố khiến đôi mắt bị mù suốt kiếp. Nhân quả báo ứng đời hiện tại hy phước vô lậu giải thoát đã biết, nhưng ác nghiệp xưa vẫn còn sanh quả nên tôn giả bị khuyết thị cho đến ngày viên tịch. Năm mô tha giá, con rất tâm đắc câu này. Lý do lúc nào mình phải, bây giờ trước đây mình chưa biết
mà về lời Phật dạy thì mình nghĩ là mình làm tội thì không có tội. Nhưng khi học được một chút về lời Phật dạy thì con thấy nhân quả rất rõ ràng. Chỉ một tác ý của mình thôi thì mình đã tạo nghiệp bao nhiêu đời phải lãnh quả. Dạ, nên con rất thích câu này. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đại đức Tịnh Đạt và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, mời Thích Thi Na. Dạ, con xin phép không có mặt ở trước máy một lát ạ. Dạ, mời Thi Na nha. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức đại đức đại đức Tịnh Đạt và cô tu nữ đại duyên và quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu số 6. Tha re cha na cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha tan tha vi cha nan ti ta tu samman ti me tha ga pha re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta tu samman ti me tha ga. Và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được, lắng êm. Cô Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pare chana vi chanan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha tan tha vi chanan ti ta tu samman ti me tha ga. Pare chana vi chanan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha tan tha vi chanan ti ta tu samman ti me tha ga. Có nhóm tỳ khu ở khu Sambi Kiều Thưởng Di chỉ vì một chuyện tầm thường mà sanh tranh chấp đố kỵ lẫn nhau. Đức Phật ban bố cho thế gian bài học của sự im lặng bằng cách bỏ vào rừng sâu an cư kiết hạ. Sự ra đi của bậc sư làm thay đổi cục diện hoàn toàn. Sau này các thầy tỳ khu đã phân hóa trước khi nhờ tôn giả Ananda vào rừng thỉnh Đức Thế Tôn trở về. Ngài đã giáo hóa tất cả bằng lời dạy rằng tất cả tranh chấp vốn đến từ sự thiếu ý thức. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đại tràng. Con xin kính mời để kế tiếp. Sa thu lần thay tín là Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc cái kinh pháp cú số 5. Nahi verena verani sammanti thakuda chanang averena cha sammanti esa thammo sananta no. Nahi verena verani sammanti thakuda chanang averena cha sammanti esa thammo sananta no. Nahi verena verani sammanti tithakuda chanang averena cha sammanti esa thammo sananta no. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận giật hận thù là định luật ngàn thu. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Hai người đàn bà cùng lấy chung một chồng. Người vợ lớn khi biết cô vợ nhỏ mang thai nên dùng thuốc làm sảy thai hai lần. Lần thứ ba vì thai nhi đã lớn khiến mẹ và con đều không giữ được tính mạng. Giây phút lâm chung, nạn nhân đem lòng oán hận
thề nguyện đời sau sẽ trả mối hận kiếp này. Rồi từ kiếp sau trở đi, dây oan trái, oan tương báo cứ thế xoay vần. Trong thời Đức Phật, một sanh làm Dạ Xoa, một sanh làm thiếu phụ tại thành Savatthi. Hai lần thiếu phụ sanh con đều bị Dạ Xoa đến làm hại. Lần thứ ba, người ta mang đứa bé đặt trước mặt đấng đại bi. Đức Phật giảng cho hai vị bên hiểu sợi dây oan kết nhiều đời nên mọi oán thù được chấm dứt hết. Dạ, cảm ơn Sita Rạng Đông. Dạ, không biết còn ai nữa không ở trong room để đọc bài kinh hôm nay. Cái này thì không còn ai rồi. Không biết Đại Đức Tề Đức đã trở lại room chưa? Nếu Đại Đức Tề, Đức con xin là cung thiền Đại Đức A. Mới mời Quang Thanh này xong thấy giơ tay. Mới mời Quang Thanh giơ tay đọc nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Kha, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Phật và Pháp Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào đạo tràng, con xin đọc câu pháp tướng số 2. Mano Bụt Bằng Gama Thầm Mà Mano Sết Tha Mano Maya Manasa Che Bana Ba San Ne Na Pa Sati Qua Karo Ti Qua Tato Nang Sukha Man Ve Ti Cha Ra Qua Ana Ba Rini Rini Mano Buk Bằng ra mà thầm mà ma nô tết thà ma nô ma ya ma na sa chê ba san đề na pha san ti qua qua ca rô ti qua ta tô măng su ca măn quê ti cha ya qua a na ba ri ni. Con xin mà nô bung băng mà nô băng ga ma tham ma mà nô xét ta mà nô ma ya mà na sa che ba san ne na pha san ti qua ca ro ti qua ta to mang su ca man quê thi quê thì cha ta qua anarini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, với nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình, của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin đọc duyên sự ạ. Mát Tá Khun Đá Lý là con trai của một phú gia keo kiệt. Khi anh bị bệnh nặng thì người cha sắp xếp cho anh ra nằm một chỗ ngoài mái hiên, vì ngại rằng thầy thuốc và bạn bè thăm viếng có thể dòm ngó của cải trong nhà. Trong giây phút cận kề tử thần, Mát Tá Khun Đá Lý có duyên lành đặc biệt, vì lúc ấy Đức Phật từ hương thất thấy biết sự việc nên phóng quang tiếp độ, khiến anh khởi sanh lòng tịnh tín. Với tâm trong sạch ấy, người thanh niên lìa trần sanh vào lạc cảnh. Về sau khi nói về nơi này, Đức Thế Tôn dạy cho dù hoàn cảnh nào thì thiện tâm đều mang lại lợi lạc. Dạ, con đã đọc xong và kệ xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, con mời người kế.
Dạ, kính bạch đại đức tỉnh ra, chắc trong room còn không có vị nào nên đã đọc và kể nữa, nên con xin được cung tỉnh đại đức tỉnh đạt thầm mít ạ. Dạ, con cung tỉnh đại đức tỉnh đạt ạ. Dạ, sa thú lành thai. Quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, sa thú, cảm ơn quý vị. Dạ, sa thú, quý vị đã tham gia để mà ôn tập cuối tuần rất là hăng hái. Xin tán thán công đức và rất là sa thú với công đức của quý vị. Nếu mà chúng ta cứ cái tiến độ này thì chúng ta sẽ nhớ được rất là nhiều câu kinh pháp cú, và chúng ta sẽ nhớ được cái cả luôn cái duyên sự liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú đó. Bởi vì Tịnh Đạt cũng có từng nhắc là nội dung kinh pháp cú sẽ bị giảm bớt cái phần ý nghĩa nếu mà chúng ta không đề cập đến cái duyên sự của cái câu kinh pháp cú đó. Thì cái phần ôn tập cuối tuần này sẽ giúp mình một lần nữa để mà chúng ta nhìn lại. Bình thường thì các vị giảng sư giảng những câu kinh pháp cú đó, các vị sẽ chuẩn bị những cái ý nghĩa, những cái duyên sự, nhưng mà trong suốt quá trình nửa giờ đồng hồ hoặc là 45 phút đó thì khó lòng nào mà chúng ta có thể nhớ hết, mà chúng ta có thể ghi nhớ hay là hiểu hết những cái lời chia sẻ đó. Thì ôn tập cuối tuần này sẽ giúp cho chúng ta là chúng ta sẽ tự thân chúng ta sẽ đọc lại và nói lên cái duyên sự. Và chính vì cái lý do đó mà chúng ta sẽ nhớ được nhiều hơn, nhớ được rõ hơn và sâu sắc hơn. Và hy vọng rằng cái buổi học ôn tập cuối tuần sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho tất cả quý vị ở trên diễn đàn Pháp Cú Kinh. Một lần nữa Tịnh Đàn xin được tùy hỷ và tán dương, tán thán cái công đức ôn tập cuối tuần của tất cả các vị. Và giờ đây thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ôn tập cuối tuần này. Cầu xin chư thiên quan hỷ và gia hộ cho toàn thể chư tăng quý vị luôn luôn được sự mát mẻ an lành trong Phật pháp. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, kính mời cô, kính mời vị nào MC trở lại với diễn đàn. Thì bây giờ mình không thấy vị nào hết giơ tay. Dạ, cô Cẩm Vân. Dạ, mời cô Cẩm Vân xin tình đại xin được xuống mic ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã cho chúng con ôn bài để nhớ bài. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân bích đính sư. Bhagavata-sabba-mangalang-rakhantu-sabbe-devata-sabba-bhuta-nu-bhava-na-sada-sati-pa-vantu-te Tất cả phương pháp có đến người cầu chư thiên hộ trì định người do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, ra sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn bài. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Gia đi quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng ba ti cha te sắp về pi đúc kha sa kha ron tu sang kha yang a tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa a tha ya cha hi ta ya cha am hê ra khan tu sắc tham mô sắp về pi tham ma cha ri no bút him sam pa hu ni ya ma tham Maria pa về đi tề. Dạ, chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe Pháp.